Phòng khám chuyên khoa y học của trường Trung Nam, thầy Mộc xin trả lời bạn như sau. Em bị trĩ đã đi cắt, tuy nhiên là bị hiện tại đi đại tiện thì giáp, chữa rất nhiều nơi mà người ta bảo bị lứt kẹo môn và chữa nhiều như thế vẫn chưa khỏi. Đầu tiên là phải chia sẻ với bạn là những người mà bị trĩ ngoại ấy, mà để nó quá dài thì phải cắt, và cái việc mà bạn đi cắt đó là cái can thiệp ngoại khoa rất là tốt để giúp nó được phần nào. Cái thứ hai là cắt điều trị bằng tây y như vậy nó chỉ là phần ngọn thôi, nghĩa là nó lòi ra quá không thể co lại được nữa thì cắt đi. Thế còn nó làm lành vết thương rồi thì cái quan trọng nhất là hồi phục. Và với cái bệnh trĩ xác định luôn là phải uống ít nhất là từ 3 tháng trở lên thì nó mới tái tạo lại cái tế bào nội mô, đặc biệt là cái vi khuẩn ở trong hệ thống đường ruột. Có những người mà còn bị khổ nhất là cái nhu động dạ dày thì đại tràng đường ruột thì 5-6 mét, nhưng đại tràng nó khoảng gần 2 mét thôi. Nhu động chuẩn nó gọi là bóp bóp từ trên bóp xuống, nhưng có những người mà bị ở dưới đại tràng ấy thì lại nhu động, nó gọi là nhu động ngược, nó mới khổ, thế mới nhục nhã, nó cứ bóp ngược lên nó giữ bố đồ lại, thì cái đấy lại làm cả một cái quá trình. Thế thì chữa thì như thế nào, thì đông y có những cái vị thuốc, một là rau má, hai là lá xương sông, ba là rau diếp cá, bốn là cỏ mực hay còn cỏ gọi là cỏ nhộng nồi đấy, năm là vung lem. Những cái cây đấy là tăng cường chất xơ, làm thanh mát cơ thể và hỗ trợ điều trị trĩ rất là tốt. Nhưng có một thứ nữa mà chúng ta cần phải lưu ý, đó là nước. Chỉ cần uống nước đủ không ấy đã hỗ trợ được khoảng 70-80% rồi. Giả sử bạn mà 60 cân ấy thì phải có ít nhất là từ 2,5 đến 3 lít nước trên một ngày. Ngủ sớm, tập thể dục điều độ, kiêng tuyệt đối đồ cay đồ nóng. Đấy. Thì nó mới có cái quá trình, nó mới hỗ trợ và tái tạo lại, đặc biệt là ăn nhiều rau vào thì nó nuôi sống được những cái vi khuẩn có lợi ở trong đường ruột. Và quan trọng nhất là gì nữa? Sáng vỗ tay, chiều kéo gối, đặc biệt có thời gian thì xoay. Sáng xoa 10-15 phút, chiều xoa 10-15 phút, thì hỗ trợ nó kích thích, nó làm cho cân bằng và chịu khó vỗ vào đầu rất quan trọng. Vỗ vào đầu là kích thích tuyến vùng dưới đồi, nó kích thích vào tuyến giáp thì nó kích thích vào cái tuyến tụy, và cái tuyến tụy thì nó sinh ra cái nội tiết tố và ngoại tiết tố, thì cái ngoại tiết tố chính là nó đổ về đường ruột, nó hỗ trợ làm cân bằng rất là tốt. Còn đương nhiên muốn nhanh thì có thể liên hệ trực tiếp với phòng khám, mình sẽ hỏi kỹ.